Rút rút rút. Lẩm. Lẩm các bạn ơi. Ừ, con này có thịt. Quá. Đấu tại đôi với mày luôn, không cho mày chạy luôn. Lẩm. Chạy. Ăn nở nè. Nó giật dính con bỏ xuống ăn nữa nè, chuẩn bị nữa nè. Lẩm. Chạy đi. Chịu ăn thiệt chứ. Quấn à, chị số 15 lữ số 32 nha các bạn. Một bánh tráng bình thường mình chọn mồi cháo cứng hơn bình thường xíu. Cháo cứng là cần hơi cứng mới giật nói. Nó cứng vậy nè. Cứ bóp vô. Quấn mồi càng lớn thì cá vô nó càng khoái ăn. Ừ, hỗn lắm. Mồi nhỏ nó cũng làm biếng ăn nữa. Rồi, vậy là quất. Khoảng cách đây tới cái dãy bè đó chắc khoảng 30 mét. 30 mét mình thả dây tới đó luôn các bạn ơi. Trời. Hụt rồi các bạn ơi. Rút rút rút. Lẩm. Lẩm các bạn ơi. Ừ, con này có thịt. Quá. Đấu tại đôi với mày luôn, không cho mày chạy luôn. Chạy mà vô dây nữa hả? Giật cái đầu hụt. Ô, con này được. Phật lên con, phật lên cái. Phật lên. Lúc này hết dây rồi. Thả đây quá xa. Thả đây đó. 40 thước dây lần. Ủa sao nằm im ngu mà chạy. Chạy hết nổi rồi. Nó mệt. Nó chạy lên, nó chạy lên. Ừ, nó chạy lên kìa. Chạy lên kìa các bạn ơi. Con này tầm 3 kg. Ui lên luôn. Quá im. Con này hơn 3 kg à. Chỗ sợ luôn. Cái đầu hụt. Sao đẩy cái chỗ sợ. Con này chắc hơn 3 kg á. Quá phê.
Phúc giật mình luôn trời. Đang buồn ngủ. Mà giật luôn dám dính lắm mà. Biết có dòi lử không? Con dòi lử rồi nó quay lại nó cắn nữa. Cá này chắc cá nhỏ quá. Không có đá đóng gì chơi, lại nóng nó chạy luôn. Thứ hai nó lại nó đá nhẹ nè. Nãy cái đầu là mình hư cục mồi. Biết còn không? Ló lử không biết. Phàn vô cái cây. Cá này nhỏ à. Cá này nhỏ xíu rồi. Mình biết cá nhỏ lắm mà. Nhỏ nó ăn rồi nó cắn nó chạy. Cắn nó chạy luôn. Cắn nó chạy luôn à. Nó không có không báo trước. Ăn nữa. Trời chặt nghiệp rồi trời. Mở đèn bấm camera chặt nhịp rồi các bạn ơi. Lúc nãy xảy con lúc này chặt nhịp một cái nó giật dính kéo lên khúc xảy. Cái này thì giật chặt nhịp à. Cái cá này nó còn ăn dạng ghê. Cái này cá khác chứ không phải cá nãy. Cá nãy chắc chạy mất rồi. Móc bánh tráng bình thường thôi nha các bạn. Cò lưỡi lớn xíu. Cò lưỡi tới 32 lần. Bánh tráng móc bình thường vậy thôi. Vô mồi. Cháo thì trộn cứng hơn bình thường xíu. Đồ đếm thì hơi tốn kém xíu. Này mà các bạn không muốn tốn kém nhiều quá thì mình ủ cơm đó. Nấu cơm dẻo dẻo quýnh ngon hơn cháo nè. Rồi đem bịch cháo heo trộn. Nó có hơi nhão thì trộn cháo thêm. Giật chặt nhịp trời. Rút đột ngột quá. Không có tín hiệu báo trước. Rồi vậy thì quýnh thôi. Nhỏ quá.
nhỏ mà hổn hả mày, biết bao lớn đây. Còn bỏ xuống ăn nữa nè, chuẩn bị nữa nè, lụm chạy đi. Chịu ăn thiệt chứ. Cá dụ con này nó hổn thiệt chứ. Phải xuống ăn nữa. Mọi này vô đếm nhảy thiệt chứ. Bao cá nha các bạn. Nay được còn 3 ký. Con kia chắc ký ký mấy quá, còn nhiêu xuống nhi không. Mấy con này bắt thả hầm nha các bạn. Thả hầm mau lớn lắm. Cá thì nó ăn theo con nước, bữa thì mình dục con vịt không kịp, có bữa thì không con gì ghĩa là chuyện bình thường. Mình nói là con nước, là con nước những ngày trong tháng đó nha các bạn. Nó tùy vào thời tiết nữa. Có bữa nay bạn vịt không kịp, ngày mai là bỏ xuống không con gì ghĩa là chuyện bình thường. Bữa nay vịt sảy cũng nhiều.